Hello, chào các bạn, chào mọi người. Tình hình các bạn xem đây này, đây có một tụ 4.700 UF, 4.700 UF rất là to luôn. Mình sẽ trên số tính này mình hướng dẫn luôn các bạn hiểu một chút về về cách đấu loài như thế nào. Và đây là con 470 UF, con này thì 680 UF. Tra trên cái bảng thông số tính toán trên mạng nha, các bạn sử dụng bát, mà đã sử dụng bát tần số thấp ấy, thì cần gì phải tụ nữa đúng không? Các bạn chỉ dùng cái tần số cao thôi. Mà bây giờ mình tra trên mạng thì là 80 Hz thì là đã là tụ 4.500 UF cho loa 4 ohm, và 8.250 UF cho loa 8 ohm. Vậy thì các bạn chỉ cần 500 UF trở xuống mà thôi. Tuy nhiên là mình sẽ đấu cho các bạn xem là nó có được hay không. Thì cũng đấu rất chi là bình thường như con đường, như bao con tụ khác. Còn cái đây là âm với dương, các bạn chỉ đấu qua tụ mà thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cho tín hiệu cho nó. Bạn nghe âm thanh nha. Đó, âm thanh như vậy ạ. Cái này nha. Đây là qua tụ 4.700 UF. Thì các bạn không cần thiết phải như vậy. Hay là tụ bình thường. Đây các bạn đang cần thiết này. To hơn. Sẽ rất là lãng phí nếu mà qua tụ 4.700 Hz, cho nên mình tra trên bảng á, và đã qua tụ thì làm gì mà phải nghe đến 80 Hz. Những bạn dùng con này là quá lắm rồi, 680 Hz. Bởi vì nếu không những bạn đừng có dùng tụ nữa mà đấu trực tiếp vào cho rồi. Con này sao 470 Hz. Thì các bạn giả dụ như con này là 4 ohm nhá, con này là 4 ohm, thì các bạn do mình đã tra trên tần số trên bảng thì 470 UF ứng với 80 Hz. 80 Hz thì các bạn chạy tẹt ga rồi. Đây như thế này là chạy. Ok. Mà 8 ohm thì sao? Thì mình nãy giờ mình đây là mình đang thử loa 4 ohm. Bây giờ giả sử như đây loa 8 ohm. 8 ohm đây thì các bạn sẽ sử dụng cái con này. Con này thì 4.700 không cần thiết đúng không, các bạn chỉ cần dùng con này thôi, 220 UF. Ok, đây âm thì đấu với âm sao. Bạn dùng cái con 4.700 này ạ, thì đấu vào thì nó cũng như nhau, thả đấu trực tiếp thì cho rồi. Cái 4.700 này, vì cái con này sẽ rất là tốn tiền
mà nếu các bạn muốn chơi sang thì đấu qua con này cũng được, thì nó sẽ giảm giảm đi một chút lực và cái cảm giác là sẽ an toàn hơn. Chơi trội thì chơi hẳn con này đúng không, không đấu trực tiếp vào loa mà chơi con này cho máu.